Thưa quý vị, cũng ở Thừa Thiên Huế, chùa Đức Sơn là mái ấm cho những số phận trẻ em kém may mắn mấy chục năm qua. Và để có sự hoạt động hiệu quả, ổn định như vậy là nỗ lực chung tay của chư ni, chính quyền, người dân, toàn xã hội và cả những bạn trẻ quốc tế. Mái ấm chùa Đức Sơn thuộc huyện Hương Thủy những ngày này luôn có sự xuất hiện của những vị khách thật đặc biệt. Họ đến từ khắp các châu lục, đủ màu da, ngôn ngữ và cùng chung một mục đích là làm tình nguyện. Ở mái ấm này, nhiệm vụ của các bạn trẻ là hỗ trợ chư ni một số công việc như dọn dẹp, chế biến thực phẩm và quan trọng hơn cả là cố gắng tạo ra cho các em nhỏ nơi đây những kỷ niệm đáng nhớ. Thường là hay là nhiều nhóm sinh viên của các trường quốc tế đều đến giao lưu với Đức Sơn, các sư từ ngày đi dịch đến chỗ bệnh. Hôm nay là khởi động lại, sẽ nhiều đoàn đăng ký. Bởi vì chỗ mình là nhất là các em mình cũng cần tiếp xúc nhiều người để các em mình hiểu và họ cần đến tình nguyện, họ tìm hiểu hoàn cảnh các em này được chăm sóc đầy đủ không, và các sư sẵn sàng cho các em tiếp xúc. Capuchin là tình nguyện viên tới từ Pháp. Trong ngày đầu có mặt tại chùa Đức Sơn, cô sinh viên 20 tuổi cùng những người bạn đã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi cho các em nhỏ. Họ cùng cõng các em trên lưng và chơi trò đá ngựa, rồi sau đó là ôm các em vào lòng, chơi đồ chơi và ngắm gương mặt ngây thơ của con trẻ. Một khoảng thời gian thật hạnh phúc. Nơi này thật tuyệt, trong chùa có cả bể bơi nữa nên tôi cảm thấy những đứa trẻ ở đây sống rất tốt và hạnh phúc. Trong tương lai tôi sẽ cố gắng trở lại với những món quà và chơi cùng các em thật nhiều để chúng tôi có thêm khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Trong khi đó, nhóm sinh viên tới từ Đài Loan, Trung Quốc cũng mang tới mái ấm chùa Đức Sơn thật nhiều hoạt động đặc sắc. Từ những tờ giấy màu đỏ này, nhóm sinh viên dạy các em gấp đèn lồng như một ngụ ý rằng dù chiếc đèn được gấp đẹp hay méo mó nhưng đều có thể tỏa sáng, và các em cũng vậy. Đặc biệt, đây cũng là một trong số những đoàn lưu trú ở mái ấm trong thời gian dài. Chúng tôi sẽ làm tình nguyện ở đây trong 12 ngày. Trong thời gian này, chúng tôi sẽ cho các bạn sinh viên giao lưu với các em nhỏ thật nhiều và cùng nhau biến kỳ nghỉ hè này thành một mùa hè thật đặc biệt. Khi đến đây, được nghe thầy chia sẻ về kinh nghiệm nuôi dạy và quá trình trưởng thành của các em nhỏ, tôi nghĩ rằng đây là một nơi rất ấm áp và tràn đầy yêu thương. Làm tình nguyện ở đây cũng giúp tôi hiểu thêm nhiều điều trong cuộc sống, nâng cao nhận thức của bản thân mình. Trong thời gian tới, chùa Đức Sơn sẽ còn tiếp nhận thêm nhiều đoàn tình nguyện quốc tế. Những hoạt động giao lưu như vậy không chỉ giúp các em nhỏ hạnh phúc hơn mà còn tiếp thêm sự tự tin để con trẻ vững bước trên đường đời sau này. Và đây cũng là cơ hội để các sinh viên quốc tế gieo duyên lành cho chính bản thân mình.